Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng tiếp phục vụ cả nhà một con điều hòa một cục của hãng Kurumi. Con này em để số 1. Riêng đối với hãng Kurumi này thì lên sóng rất là nhiều rồi. Máy chạy rất là khỏe các bác nhé. Các bác ngồi xa tầm 2 mét như này, gió vẫn thổi tới người luôn. Tầm 2 mét như này, hơi lạnh vẫn thổi tới các bác nhé. Gió rất là mạnh. Riêng Kurumi này của nó thì các bác chạy vào phòng vô tư cực khỏe. Luồng gió nó ra rất là mạnh các bạn này. Gió ra rất là mạnh. Con này hình thức của bên em làm khá đẹp. Rất đẹp các bạn nhé. Chiều cao của cái bọn này là 75 phân, chiều ngang là 40. Chiều dày là vào khoảng hơn 20. Con này em bán là 3,5 triệu nhé. Giá chi phí vận chuyển chưa có đủ nguồn. Con này không có điều khiển các bạn nhé. Con này chỉ có nút bấm trên máy. Nút bấm trên máy. Các bác lưu ý là mình mua cái này về mình tự lắp đặt nhé. Có cửa sổ các bác đặt lên thì các bác chèn xốp xung quanh là được thôi. Cắm điện là chạy chứ chả có cái gì mà phải yêu cầu thợ đến nhà lắp đặt cả. Đấy. Sau này là khu vực thoát khí nóng. Đấy, thoát khí nóng sau rồi các bác nhé. Mặt trước đây là dàn lạnh. Đấy, dàn lạnh này các bác. Máy chạy cực êm khỏe. Mát sâu. Trên máy có nút bấm này, các chức năng này em sẽ tắt đi và bật lại các bác từ đầu nhé. Đấy. Nút đầu tiên bật là các bác sẽ chạy lạnh ở chế độ mạnh nhất. Đấy. Đối với cái dòng máy này khi các bác bật lên thì nó khoảng 2-3 phút sau thì nó mới đóng lốc nhé. Để nó đảm bảo an toàn là chẳng may máy có di chuyển hay gì đó hoặc là vừa tắt đi bật lại thì nó không bị sốc ga. Đấy. Nút thứ hai là nút lạnh nhưng mà yếu hơn. Nút thứ ba bấm phát này. Nó hút à, đây nó hút ẩm này, quạt gió mạnh, quạt gió yếu đây à. Đây là nút tắt này. Lạnh lúc đầu là mạnh nhất này. Con này không có điều khiển nhé, giá 3,5 triệu.